Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 5, Food and Drink, đồ ăn và thức uống. Ở bài tập hôm nay, các em sẽ đến với mục A Closer Look 1. Ở phần này, em sẽ tập trung vào kiến thức chuyên sâu về từ vựng phát âm. Bây giờ xin mời các em đến với bài tập đầu tiên. Vocabulary. 1. Match the phrases with the pictures, then listen. Check and repeat the phrases. Ở bài tập số 1, em sẽ tập trung vào kiến thức về từ vựng. Nối những cụm với các bức tranh, sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại các cụm đó. Ở đây chúng ta thấy bức tranh đầu tiên. Đó là một thìa nhỏ đúng không nào? Một thìa nhỏ. Ở đây một thìa nhỏ thì chúng ta ở đây có hai từ. Đó là a teaspoon. Viết tắt là TSB of salt, một thìa cà phê muối đấy. Còn câu đi của chúng ta là a tablespoon, viết tắt là TBSP of sugar, một cái muỗng canh đường, đúng không? Một muỗng canh đường. Vậy thì câu B thì nhỏ hơn, các bạn nhìn thấy hình nhỏ, và ở câu đi to hơn, vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là ở đây là B, a teaspoon TSB of salt, một thìa cà phê muối. Và câu đi, câu 5 chúng ta sẽ chọn luôn là D, a tablespoon TBSB of sugar, một muỗng canh đường. Rồi chúng ta sẽ đến với number 2. Ở đây chúng ta thấy đây là một bình sữa. Này có cái mốc là 400 ml sữa như chúng ta hay dùng trong tiếng Việt ấy. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là 400 ml of milk, 400 ml sữa. Rồi ở câu số 3 chúng ta thấy đây là thịt bò nào. Vậy ở đây là một cân thịt bò, a kilo of beef, một cân thịt bò. Tương tự number 4 của chúng ta đây là lít nước, một lít nước. Vậy chúng ta có a liter of water, một lít nước. Và cuối cùng của chúng ta là 200 gram bột mì. Chúng ta sẽ có 200 grams of flour. Rồi, bây giờ xin mời các em cùng đến với bước tiếp theo, nghe, kiểm tra và lặp lại từng cụm nhé. Track 31. Unit 5. Food and Drink. Page 52. A Closer Look. 1. Vocabulary. Activity 1. Match the phrases with the pictures. Then listen, check, and repeat the phrases. 1. A teaspoon of salt. 1. A teaspoon of salt. Một muỗng cà phê muối. Kilo of beef. Chúng ta sẽ đọc tiếp nhé. Listen, check, and repeat the phrases. 1. A teaspoon of salt. 1. A teaspoon of salt. 2. 400 milliliters of milk. 2. 400 millimeters of milk. 400 ml sữa. 3. A kilo of beef. 3. A kilo of beef. Một cân thịt bò. 4. A liter of water. 4. A liter of water. Một lít nước. 5. A tablespoon of sugar. 5. A tablespoon of sugar. Một muỗng canh đường. 6. 200 grams of flour. 6. 200 grams of flour. 200 gram bột. 2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know. Em hãy viết các từ vào sau, các từ và cụm từ sau vào đúng cột của nó. Em có thể thêm bất kỳ cái món nào
dishes là cái món gì đó. Và ingredients, ở đây chúng ta có hai từ. Dishes là món và ingredients là các cái gia vị, các cái thành phần mà em biết. Ở đây chúng ta có các từ spring rolls là chả giò hoặc là nem. Omelette là món trứng tráng. Butter là bơ. Onions hành tây. Pancakes bánh kép. Và pepper là tiêu. Bây giờ chúng ta cùng đưa các từ vào các món. Cột dishes là các cái món ăn và ingredients là các cái thành phần game nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng đưa nào. Đầu tiên chúng ta có món ăn có spring rolls, món nem hoặc chả giò. Omelette, món trứng chiên. Và pancakes là món bánh kép. Ingredients là các cái gia vị, chúng ta có butter là bơ, onions là hành tây và pepper là tiêu. Three. Work in pairs. Ask and answer about the ingredients for Lynn's apple pie using the quantities in the recipe. Ở bài tập số 3, em hãy làm việc theo cặp. Tiến hành hỏi và trả lời về những thành phần, ingredients là thành phần cho món bánh táo của bạn Linh. Sử dụng quantities, ở đây là các cái từ chỉ lượng ở trong công thức. Công thức tiếng Anh của chúng ta là recipe các em nhé. Ví dụ, how many apples do we need? Ở đây chúng ta thấy apple là 12 quả, là cần 12 quả táo. Vậy chúng ta sẽ trả lời là we need 12, chúng ta cần 12 quả. Vậy thì tương tự với những danh từ đếm được, chúng ta sẽ hỏi how many. Còn với những danh từ không đếm được, chúng ta sẽ hỏi how much. Ở đây chúng ta có apples là danh từ đếm được số nhiều. Salt không đếm được, muối. Sugar, đường 300g không đếm được. Đường không đếm được, còn 300g đếm được nhé. Cô nhắc lại. Milk, danh từ không đếm được, sữa. Water, nước không đếm được. Và flour là bột. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục hỏi nhé. How much? How much salt? Do we need? Chúng ta cần bao nhiêu muối vậy? Và trả lời. We need 1 teaspoon of salt. Viết tắt nhé. Chúng ta cần 1 thìa đấy. Viết tắt. TSB là teaspoon. Tiếp theo, how much sugar? How much sugar do we need? Chúng ta cần bao nhiêu đường? We need 300 gram. Okay. Tiếp theo, how much milk? Do we need? We need 300 milliliters. Okay, milliliters. Viết tắt là ml. How much water do we need? Chúng ta cần bao nhiêu nước vậy? We need 120 milliliters. How much flour do we need? We need 500 gram. Okay. Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo. Exercise 4. Pronunciation. And skeptical smiley face. Ở đây chúng ta sẽ đến với kỹ năng phát âm. Hai nguyên âm đó là âm O và âm R. Một âm là âm đọc âm ngắn và bật rõ ra O. Và một âm của chúng ta là kéo dài nhé, R. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds O and or. Em hãy nghe và lặp lại các từ, lưu ý đến những âm O and R. Chữ O kéo dài R.
chúng ta hơi cong lưỡi nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe một lượt các từ, sau đó chúng ta nhắc lại và đặt dịch nghĩa nhé. Track 32, Unit 5, Food and Drink. Page 52, A Closer Look, 1. Pronunciation, a and or. Activity 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds a and or. Fond. Short. Call. Water. Pork. Sauce. Lot. Not. Bây giờ chúng ta cùng nhắc lại các từ nhé. Fond, yêu thích, thích thú, tính từ. Pork, thịt lợn, danh từ. Short, tính từ, thấp. Sauce, danh từ, nước sốt hoặc là nước chấm. Call, call, động từ gọi hoặc là danh từ của gọi. Lot, nhiều. Water, water, nước. Và not là không. Now, in pairs, write the words in the correct columns. Bây giờ làm việc theo cặp, em sẽ làm việc với bạn bên cạnh của mình. Hãy viết các từ vào đúng cột của nó, đúng cột của nó. Vậy thì chúng ta đã nghe đọc các từ rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải sắp xếp các từ đó, nó có chứa những cái nguyên âm là âm o hay là âm r, và chúng ta sẽ phải sắp xếp nhé. Track 32, Unit 5, Food and Drink. Page 52, A Closer Look, 1. Pronunciation, a and or. Activity 4, listen and repeat the words. Pay attention to the sounds a and or. Fond. Short. Call. Water. Pork. Sauce. Lot. Not. Em đã nghe xong, bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhé. À, còn những chữ sau. Fond, lot, not, r thì có, short, call, water, pork, and shots. Chúng ta sẽ kéo dài hơn âm đó nhé. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong unit tiếp theo.